Chào mừng bạn quay trở lại bằng Lê Sắc kê YouTube Channel. Vâng, và trong video hôm nay mình sẽ chọn đội Leicester City để đá head to head cùng với câu lạc bộ Manchester United. Vâng, thì chúng ta có thể biết rằng thẻ câu lạc bộ Leicester đã từng xuất hiện vào ngày hôm trước rồi, nên là nhiều anh em cũng sẽ lựa chọn ưu tiên đội Manchester United cũng như là đội bóng này. Thì nhiều người cũng là fan hâm mộ thì cũng đá để lấy áo các kiểu, nên là chúng ta tìm với đội Manchester United thì sẽ tìm rất lâu. Tuy nhiên với Leicester thì chúng ta chỉ cần ấn một phát thôi là ra tìm liền. Rồi, như vậy trận đấu bắt đầu. Ở trận đấu này thì team Leicester của mình sẽ ở bên trái các bạn mặc áo trắng cùng trắng, còn đội Manchester United sẽ bên phải các bạn mặc áo đỏ cùng trắng. Vâng, trong chế độ này thì cầu thủ Manchester United có một cặp cánh rất khỏe với hai cầu thủ là Rashford và Greenwood, có khả năng chạy cánh rất tốt. Harvey Barnes tạt vào, đánh đầu, không được. Cơ hội phản công thủ Manchester United, Rashford. NDD được có một pha cắt bóng rất tốt. Castagne. Adrien Perez tạt vào, đánh đầu, vào. Như vậy thì sẽ được mở phút thứ 13. Người ghi bàn là tướng Jamie Vardy. Với một pha băng cắt đánh đầu rất chuẩn xác. Vâng, với over 90 thì Vardy hiện đang là cầu thủ có over cao nhất trên sân vào lúc này. Tuy nhiên thì do over đã được chia nhiều cho Vardy là những vị trí khác của Leicester thì có chất lượng không bằng so với nhiều vị trí khác bên Manchester United. Chúng ta có thể thấy bên Manchester có rất nhiều cầu thủ chạy rất khỏe. Martial rất nguy hiểm, một pha bóng mà nếu Martial có thể dứt điểm thì đã tạo ra một pha sóng gió trước khung thành của thủ môn Kasper Schmeichel. Adrien Perez, Vardy, tốc độ của Vardy, chuyền vào Evans, dứt điểm, vào. Như vậy thì sẽ là 2-0. Ghi bàn Johnny Evans. Vâng, Evans đã ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ. Một pha băng lên, không khác gì một tiền đạo của trung vệ Evans. Greenwood, tốc độ Greenwood tác vào, không được. Sujinko đã có một pha cản phá trong tình huống vừa rồi. Và đi Uye Perez mở bóng xuống, không thành công. McGuire đã cắt đường bóng. McGuire cũng là một cựu cầu thủ của Leicester, và những hiểu biết của anh về câu lạc bộ sẽ giúp ích rất nhiều trong trận đấu hôm nay. Martial rất kỹ thuật, dứt điểm, vào. Như vậy thì sẽ rút ngắn xuống còn 1-2. Một pha solo rất tuyệt vời của Martial. Đội trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, mới chỉ hiệp một thôi mà đã có 3 bàn thắng được ghi rồi. Justin và các thủ Leicester đang làm chậm lại tốc độ trận đấu. Và như vậy trọng tài nói coi kết thúc hiệp một của trận đấu. Kết quả các thủ Leicester City tạm thời dừng trước của Manchester United với số 2-1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang hiệp 2 của trận đấu. NDD Harvey Barnes Vâng, ở mùa giải năm nay thì Leicester City vẫn thể hiện một bộ mặt khá là thất thường khi mà họ đã có những trận đấu tốt với những đội bóng ở vị trí cao. Tuy nhiên, họ thỉnh thoảng lại có những trận thua với những đội bóng ở top dưới. Còn Manchester United sau một khởi đầu không thực sự thành công thì hiện tại họ đã trở lại và có những chiến thắng liên tiếp. Và họ đã gia nhập lại cuộc đua vô địch. Martial cơ hội không vào. Lại là Sojinko với một pha cản phá xuất sắc, tuy nhiên vẫn thủ Manchester United. Sojinko thêm một pha phá bóng an toàn của Sojinko. Hôm nay Sojinko đang là thủ lĩnh thật sự của hàng phòng ngự Leicester với những pha xử lý rất là chuẩn xác. Pogba vẫn là Pogba tạt vào, dứt điểm không được. Cơ hội Rashford sút không vào. Thủ môn Patrick Smithson đã khép góc chuẩn xác. Tielemans, Madison phản công thủ Leicester City, không thành công rồi. Lại là Harry Maguire, Greenwood, Martial. Vâng, lại có một pha solo chăng, vẫn là Martial. Vâng, tuy nhiên lần này đã không qua được Sojinku. Matic, lại là Sojinku. Greenwood không vào, rất nguy hiểm. Greenwood đã có một pha đối mặt với thủ môn, tuy nhiên rất tiếc là Smithson lại quá xuất sắc, đánh đầu. Một pha bắt đầu phá bóng của thủ Leicester City. Luke Shaw dứt điểm,
Và dứt điểm quá thiếu chuẩn xác của Luxa. Vâng, trận đấu đang đi tới những giây phút cuối cùng và Leicester City vẫn đang dẫn trước tỷ số 2-1. Castagne. Bóng ngoài đi hết đường biên rồi, sẽ có một pha ném biên thủ Manchester United, Luxa. Một pha ném biên dành cho Vardy, Javier Perez. Vâng, rất hay, Javier Perez đã vượt qua vòng vây của hai thủ Manchester United, dứt điểm và với một pha dứt điểm vào lưới trống thế này thì không có khả năng để Jamie Vardy trở thành thủ thứ hai của mình trong trận đấu. Điều này là David De Gea để băng ra quá xa. Bruno Fernandes. Vâng, rất kỹ thuật, vẫn là Bruno. Vâng, không qua được cầu thủ Leicester City, Ajax Perez, Tillemans. Vâng, phối hợp rất nhịp nhàng, vẫn là Tillemans. Dứt điểm, không vào, rất đáng tiếc, suýt nữa để các bạn thứ tư, thủ Leicester City. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta nói cho kết thúc trận đấu, kết quả là Leicester City đã có chiến thắng 3-1. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn lại anh em những video tiếp theo.